Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em xin phép review đến các bác trái vũ sữa Hoàng Kim. Rồi hôm trước em đã quay một video nói về bọc trái, hôm nay thì trái đã có trái chín nhá. Kìa các bác ạ. Đó, nhìn ở ngoài sơ sơ thấy nó hơi có màu vàng đó. Rồi để em tháo ra các bác thấy này. Cây đang tiếp tục ra hoa rất là sai. Cái này tháo thế nào không hiểu? Được chưa? Đây các bác ơi, cận cảnh trái vũ sữa Hoàng Kim này đã bọc và đã chín này. Đó. Trái vũ sữa Hoàng Kim này thì nó cũng rất là nhanh phát triển và nhanh chín nhá. Khoảng mấy tháng nhỉ? Từ hôm nay 4 tháng nữa. Mới có 4 tháng là trái bắt đầu chín cho thu hoạch rồi mọi người này. Đó, trái này cũng khá là lớn. Đây, đấy vòng tay của em luôn. Đây nhá, bên kia thì có những trái thì đang em nghĩ chắc khoảng chừng 1 tuần nữa là nó cũng sẽ chín thôi. Trái nào cũng to rồi. Đây mọi người này, trái rất là lớn. Cây này thì theo em nghĩ thì nó là siêu trái đấy mọi người. Tại vì trái ra sai lắm. Đây này, đây ở cứ mỗi cái cuống lá này là có một trái nhá. Mọi người có thể thấy là trồng vũ sữa Hoàng Kim này thì em chưa biết là cái lợi ích kinh tế thì nó đến đâu đấy, nhưng mà hiện tại thì trái ăn em cảm nhận rất là mát này, ngọt này và thanh luôn nhá, hơn vũ sữa thông thường. Đây, cành nào cũng có trái này mọi người. Em chỉ thích nhất cái trái đã chín nhá. Thực ra có 2-3 trái nữa cũng đang chuẩn bị có cái màu vàng chín như vậy rồi. Mà em không tiện bóc ra nhé. Đây là mấy trái này chuẩn bị bóc được rồi này mọi người. Trái này cũng khá lớn rồi. Bên kia có trái chuẩn bị bóc nữa. Chỗ đó là 2 trái nhé. Đây một trái đã bóc rồi này. Một trái này thì chuẩn bị này. Quay lại từ bên này cho các bác thấy nha. Cận cảnh trái vũ sữa Hoàng Kim đã chín. Tại vì hôm trước em có nói trong video trước là chừng nào nó chín thì em sẽ review lại để các bác thấy nhá. Bác nào mà có định hướng mà chuẩn bị trồng vũ sữa Hoàng Kim hoặc đã trồng thì có thể tham khảo qua video này. Chúng ta chăm sóc cho nó cũng không cần quá cầu kỳ đâu, cũng như các cái cây trồng khác bình thường thôi. Bón phân thì 1 năm bón 4 đợt, phun thuốc thì thỉnh thoảng có dẹp có sâu thì chúng ta phun thôi. Hoặc là chúng ta muốn đậu trái mà trái đẹp thì chúng ta phun canxi bo hoặc kali sữa nhé. Rồi ngày hôm nay em xin phép chia sẻ đến các bác trái vũ sữa Hoàng Kim đã chín, đã mọc và đã chín như vậy nhé. Các bác xem video thì cho em xin một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.